Xin chào các bạn. Trong clip hôm nay, tôi xin hướng dẫn kết nối phần mềm BS Barcode to PC với máy tính thông qua thiết bị Bluetooth. Hôm trước, tôi hướng dẫn cho các bạn phương pháp kết nối qua mạng Wi-Fi. Thì đó là một cái cách mà chúng ta áp dụng chung cho tất cả các dòng điện thoại iPhone và Android. Riêng với dòng điện thoại Android, chúng ta có hai phương thức kết nối tùy chọn. Một là Wi-Fi Network, hai là chúng ta sử dụng cái cổng kết nối Bluetooth. Bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn các bạn trình tự như sau. Đầu tiên, chúng ta chạy phần mềm BS Barcode Server trên máy tính. Khi chạy phần mềm thì nó chạy luôn cái trạng thái đang mở. Khi đang mở như vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy cái thông tin ở dưới là Bluetooth Information. Nó báo là Bluetooth Device Not Found, tức là hiện nay là phần mềm chưa nhận dạng được cái thiết bị Bluetooth đang mở. Khi đó chúng ta hãy kiểm tra trong Windows xem là thiết bị Bluetooth đã mở chưa. Chúng ta làm như sau. Chúng ta tìm kiếm cái phần thiết lập Bluetooth trên Windows. Chúng ta thấy rằng là trong cái màn hình quản trị về Bluetooth or other device, ta thấy là Bluetooth hiện nay đang tắt. Chúng ta hãy bật lên. Đảm bảo on. Quay về phần mềm BS Barcode Server. Các bạn hãy bấm vào Stop Server. Bây giờ chúng ta Start Server lại. Ok. Lúc này chúng ta đã nhìn thấy cái Bluetooth Information có thông tin. Device name chúng ta nhìn thấy có tên là desktop, địa chỉ của thiết bị. Ok. Bây giờ trên điện thoại Android, các bạn hãy vào Google Play để chúng ta tải cái phần mềm BS Barcode to PC. Ok. Chúng ta đã tìm thấy phần mềm có tên là BS Barcode to PC. Cài đặt. Khi chạy chương trình BS Barcode to PC trên điện thoại, chúng ta vào Connect. Trong màn hình Connect, chúng ta chọn Bluetooth. Khi bấm vào Bluetooth, điện thoại sẽ báo cho ông ta một thông báo đó là Bluetooth device not found, tức là nó không tìm thấy thiết bị Bluetooth được mở. Chúng ta ok. Bây giờ chúng ta hãy vào thiết lập của điện thoại và phần cài đặt. Trong phần cài đặt chúng ta vào Bluetooth. Hiện nay chúng ta thấy là thiết bị Bluetooth đang ở trạng thái tắt. Chúng ta mở nó. Ok. Bây giờ chúng ta cần ghép nối thiết bị. Chúng ta bấm vào mục thiết bị. Chúng ta nhìn thấy cái tên thiết bị trên máy tính đang mở, đó là desktop. Khi bấm vào thì điện thoại sẽ báo ta cần ghép nối, ta bấm ghép nối. Ở phía máy tính, nó thông báo chúng ta cần thêm thiết bị, chúng ta bấm vào. Và chúng ta chọn yes. Close. Như vậy, trên máy tính thông báo cho ông ta là đã ghép nối cái thiết bị điện thoại là Redmi. Trên điện thoại cũng báo ghép nối tới máy tính. Tức là chúng ta hãy đảm bảo là máy tính là ghép nối tới điện thoại, còn điện thoại thì ghép nối tới máy tính. Như vậy là chúng ta đảm bảo giữa điện thoại và máy tính đã ghép nối với nhau qua Bluetooth. Bây giờ chúng ta quay về app trên điện thoại, quay về Wi-Fi, sau đó lại bấm lại Bluetooth. Lúc này trên điện thoại sẽ hiện ra màn hình cho phép chúng ta lựa chọn thiết bị Bluetooth. Chúng ta bấm vào phần là Select Bluetooth Device và chúng ta nhìn thấy cái thiết bị Bluetooth đã hiện ra. Chọn. Ok, chúng ta chọn Connect. Thiết bị điện thoại báo là có cho phép phần mềm BS Barcode to PC chụp ảnh và quay video không? Chúng ta cho phép. Như vậy là ứng dụng Barcode to PC đã kết nối được vào máy tính. Và bây giờ chúng ta tiến hành quét barcode như sau. Bây giờ tôi sẽ quét mã vạch và gửi vào Google Sheet. Các bạn có thể thấy. Đặt con trỏ vào phần tìm kiếm của Google, tôi quét mã vạch. Ok. Gửi barcode vào Excel.
Vừa rồi tôi có hướng dẫn cho các bạn về phương pháp kết nối từ điện thoại vào máy tính với phần mềm BS Barcode to PC thông qua cổng kết nối Bluetooth. Tôi vẫn khuyên với các bạn rằng là để đảm bảo cái tính ổn định trong kết nối thì chúng ta vẫn nên sử dụng mạng Wi-Fi để làm cái phương thức kết nối chính. Còn Bluetooth chỉ trong trường hợp mà chúng ta không có đường truyền mạng mà chúng ta cần phải sử dụng một cái cách thức kết nối khác thì chúng ta mới chọn Bluetooth, tức Bluetooth là lựa chọn thứ hai. Clip chia sẻ của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.